Bố, sao bố không ở trong nhà nghỉ ngơi? Ra đây làm cái gì? Cái bộ bàn ghế nó cũ thế này rồi, vứt đi. Vứt nó vứt thế nào? Tao sửa chắc chắn đấy. Để mày ngồi thử mà xem. Đấy, thấy không? Đây, cả cái này này, nhìn này. Đấy, con nói thì không nghe. Bố có biết là sức khỏe của bố không được tốt không? Ở trong nhà nghỉ ngơi hộ con. Anh phải nên nhớ nhá, ngày xưa tôi ở chiến trường ấy, cả khẩu cối 62, tôi vác chạy băng băng, sức khỏe này, nhìn bố anh như này. Đấy, thôi. Bố, bây giờ những cái việc nặng nhọc thế này trong gia đình, để đấy con lo nhá. Bố vào nghỉ tí này. Rồi, rồi. Nào, để con đưa vào. Bố sửa xong bộ bàn ghế rồi ạ? Thôi, sửa riêng cái gì nữa, rác nhà ra. Mai anh đánh xe, vứt quanh nó đi. Gì? Anh mà vứt bộ bàn ghế đi, mà tôi đi luôn đấy. Bố, nhà con không có ý đấy đâu ạ. Bố. Thì đã làm sao? Anh chỉ lo cho sức khỏe của bố thôi. Lúc nào cũng nai lưng ra sửa mấy cái ghế cũ. Thôi, bố ở nhà bốn chân bốn tay thì cứ để bố làm. À, thế anh đã đi hỏi bác sĩ chưa? Anh hỏi rồi. Bác sĩ bảo là bệnh phổi của bố giai đoạn 3 rồi em ạ. Giai đoạn 3 á? Thế bây giờ mình làm thế nào ạ? Trước mắt đừng để cho bố biết. Rồi từ từ anh nghĩ cách. Đấy. Chắc lắm rồi con ạ. Bố, dạ. Bố uống thuốc đi ạ. Bố xin. Bố ạ. Dù sao thì bố vẫn nên chữa trị theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Bác sĩ đã dặn con rồi. Bệnh tình của bố đang tiến triển rất tốt. Chỉ cần là mình điều trị sớm thôi là sẽ... Thôi. Thuốc thang làm gì nhiều cho tốn tiền ra. Bệnh của bố biết. Chắc chỉ qua được năm nay. Bố đừng nói như thế ạ. Bọn con sẽ cố gắng chữa trị cho bố. Bố phải cố gắng sống với bọn con chứ ạ. Ôi, cái con bé này, cái gì có sự khởi đầu thì cũng có sự kết thúc hả? Này, mà các con có biết bộ bàn ghế này có từ khi nào không? Con nhớ là từ ngày con còn bé đã thấy nó ở nhà mình rồi. Đúng. Cái ngày bố mẹ mới lấy nhau ấy, cái thời kỳ đó khó khăn vất vả lắm, phải dành dụm mãi mới mua được đấy. Mà bộ bàn ghế này có từ khi sinh ra con đấy. Nghĩa là tuổi của bộ bàn ghế này bằng đúng tuổi con. Cho nên bố muốn giữ gìn, sửa sang nó, âu cũng là một kỷ niệm của thời kỳ khó khăn vất vả. Dạ. Bố ơi, bố cần phải giữ tinh thần thật tốt. Cho dù có thế nào thì mình cũng phải chiến đấu để chiến thắng bệnh tật chứ. Và con cũng cảm ơn bố. Nhờ có bố cho nên mới giữ lại được những kỷ vật đáng quý như thế này. Bố con sẽ cố gắng gìn giữ nó bố ạ. Nói về bộ bàn ghế này là bố nhớ mẹ quá. Bố, bọn con hứa với bố sẽ giữ gìn bộ bàn ghế này thật cẩn thận ạ. Để sau này các cháu còn nhớ đến ông bà chứ ạ. Cảm ơn các con.